đội tuyển Việt Nam chốt danh sách 30 cầu thủ sang Qatar. Huấn luyện viên Philip Chusier vừa công bố danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar chuẩn bị tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2024. Chiều ngày 4 tháng 1, huấn luyện viên Philip Chusier đã có buổi trả lời phỏng vấn báo chí về tình hình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng chung kết ASEAN Cup 2024. Tại đây, nhà cầm quân 68 tuổi cũng công bố danh sách rút gọn 30 cầu thủ lên đường sang Qatar. Theo đó, sự vắng mặt đáng tiếc nhất xuất hiện ở tuyến giữa khi tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã không kịp bình phục chấn thương. Qua đó phải nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam và lỡ cơ hội tranh tài ở vòng chung kết ASEAN Cup 2024. Ngoài ra, hai cầu thủ khác đang gặp vấn đề về sức khỏe là trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có thể kịp bình phục và góp mặt ở danh sách rút gọn lần này. Đáng chú ý, bên cạnh thủ thành Nguyễn Philip có hai tân binh đã gây ấn tượng với huấn luyện viên Chu để cùng đội tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar là tiền vệ Nguyễn Hải Long, Hà Nội FC và hậu vệ Lê Ngọc Bảo, câu lạc bộ Bình Định. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Chu cũng trao cơ hội cho một số gương mặt nổi bật lứa U23 lên đội tuyển Việt Nam lần này như thủ môn Nguyễn Văn Việt, Sông Lam Nghệ An, tiền vệ Lê Văn Đô, PVFC AND, Nguyễn Văn Trường, Hà Nội FC và tiền đạo Bùi Vĩ Hảo, câu lạc bộ Bình Dương. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar vào ngày 5 tháng 1 và có trận giao hữu mang tính tổng duyệt với điều trị Kyrgyzstan tại đây 4 ngày sau đó. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Chusie sẽ đánh giá nhân sự và chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2024. Trong ngày 4 tháng 1, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, cũng đã công bố danh sách đăng ký của 16 đội tuyển tham dự. AFC hé lộ danh sách đăng ký tạm thời 26 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, vẫn có tên tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức do VFF đã gửi danh sách sơ bộ này từ ngày mùng 2 tháng 1. Đáng tiếc sau đó, ngôi sao sinh năm 1998 dù rất nỗ lực nhưng không kịp bình phục chấn thương và phải nói lời chia tay đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam sẽ có thể điều chỉnh danh sách muộn nhất 6 tiếng trước trận ra quân gặp Nhật Bản vào 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1, sau đó lần lượt chạm trán Indonesia, 19 phần 1, và Iraq, 24 trên 1.